Ê, chiếc xe đang chở theo hai chiếc xe đâu đó các bạn ơi. Đấy, tiếp tục thôi. Ê, đoàn xe tàu lửa của ta đã bắt đầu đi rồi. Ê, đi rất là nhanh luôn. Wow, chiếc xe khổng lồ đang chở theo những chiếc xe với đầu khủng long nữa các bạn. Đang đến một nơi nào đó đây. Wow, nơi đây có rất là nhiều những chiếc xe sequin đang tập hợp luôn bạn. Ô, cùng mình là biểu diễn chiếc xe này nha. Đấy, bắt đầu thôi. Ô, chiếc xe đầu tiên chúng ta bắt đầu rồi. Wow, chạy xuống cái này luôn bạn, lọt cái này luôn. Wow, một chiếc xe sequin lightning các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe sequin lightning khác. Wow, chạy rất là nhanh và rơi xuống luôn rồi. Ồ, không biết là chiếc xe là ai đây. Tiếp theo là một chiếc xe màu xanh lá các bạn. Đấy, chiếc xe màu xanh lá cũng bị rơi xuống luôn bạn. Không chiếc xe nào mà lọt cái chiếc xe này đi hết. Đó, chiếc xe này đi từ từ từ. Wow, rơi được vào trong cái xe này nha. Quá dữ luôn. Mình sẽ để vào này bạn. Wow, tiếp tục thôi. Chiếc xe màu vàng chúng ta đây là chiếc Pinocchio số 51 bạn đúng không? Đây lọt vào trong xe luôn. Tiếp tục. Wow, xe màu xanh này. Wow, đụng vào cái xe màu vàng luôn bạn. Wow, một chiếc xe quá là dữ của đội Đu Loco bạn số 51 bạn. Wow, đang lấy đà là cực kỳ là dữ luôn. Lại nha. Thôi, đụng vào cái xe màu xanh dương. Khu tiếp theo chúng ta có một cái xe với cái đầu khủng long bạn. Chiếc xe với nó làm phá hư cái dàn xe của mình luôn rồi. Đây là một chiếc xe với cái đầu khủng long với răng rất là nhọn luôn. Còn khủng long này đã phá luôn cái hệ thống bánh trượt của mình luôn bạn. Dưới này mình có rất là nhiều những chiếc xe khác nè. Đây là một chiếc MC Queen Line đi các bạn. Ủa hồ miệng cười rất là tươi luôn nha. Wow, quá dữ luôn. Wow, một chiếc MC Queen Lightning khổng lồ nữa nè các bạn. Wow, MC Queen Lightning khổng lồ là số 95 nha. Đấy, những nhà miệng rất là khó chịu luôn. Nhưng mà xe này có một cái cúp đua xe rồi bạn. Chiếc cúp Bitton cúp bạn, số biển hiệu là 328 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Wow, chiếc xe khủng long tiếp theo mà chúng ta sắp thấy đây là một chiếc xe Triceratops bạn. Chiếc xe cái đầu con khủng long Triceratops hùng là một loài khủng long ăn cỏ bạn. Wow, những chiếc xe tàu lửa chúng ta đang nối đuôi nhau bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Đây là mình có một chiếc toa tàu số 5 và một chiếc toa tàu số 1 các bạn. Bên này mình có một chiếc số 10 nữa nè. Đấy, 1 5 10 nha. Đây là Thomas nha các bạn. Đấy, những chiếc xe tàu hỏa rất là đáng yêu luôn. Wow, một chiếc xe với đầu khủng long đi lô phô bạn, hai mang này rất là to luôn. Quá dữ. Wow, chiếc xe này là chiếc xe à, cái này là Sorip mà. Wow, hình dáng rất là buồn cười luôn. Wow, bên này mình có những chiếc xe khác các bạn. Một chiếc xe với lá cờ anh mẹ đang chạy rất là nhanh mà. Wow, chui vào trong luôn. Chiếc xe này cũng vậy, chạy rất nhanh luôn. Một chiếc xe màu đen các bạn. Anh chạy lạng lách rất là dữ. Thôi, chui vào trong luôn. Và cuối cùng mình có một cái xe sport màu vàng các bạn. Wow, xe sport màu vàng chui vào luôn. Wow, bên này mình thấy tự nhiên thấy hai cảnh sát các bạn đứng đây nãy giờ xe mình đua xe rồi các bạn, rồi nó bắt đầu đi vào và bắt đi chiếc xe của mình rồi các bạn. Đấy, họ đang tìm kiếm những chiếc xe đúng không, chưa vậy ơi. Đấy, nó uống hết ra các bạn. Họ là hai chiếc cảnh sát nha, chúng mình chắc quá dữ luôn. Wow, rất là nhiều chiếc xe đang tập hợp ở đây để xem đua xe các bạn, mà bị cảnh sát bắt luôn á. Họ quá dữ luôn, quá ngầu luôn.